Kính chào quý vị, tôi là Eric. Chủ đề hôm nay chúng ta cùng bàn luận là Vì sao Đức Chúa Trời cần ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại? Tại sao lại bàn luận chủ đề này? Bởi vì đây là lẽ thật then chốt mà chúng ta cần hiểu và nó trực tiếp liên quan tới việc được cứu rỗi và vào thiên quốc. Nếu không hiểu công tác của Đức Chúa Trời thì ta sẽ dễ hàng định và chống đối Đức Chúa Trời dựa trên quan niệm và không được Ngài cứu rỗi. Đã có quá nhiều tấm gương cho những thất bại này. Chúng ta đều biết rằng, 2000 năm trước, Đức Chúa Giêsu đã giáng trần và công tác ở Giê-xu-đê để cứu chuộc nhân loại. Ngài rao giảng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần thời đại đó Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ nhiều lẽ thật và biểu lộ nhiều dấu kỳ và phép lạ gây chấn động cả quốc gia Do Thái. Các lãnh đạo của Do Thái giáo nhận thấy công tác trả lời của Ngài chứa đầy thẩm quyền và đầy quyền năng và có rất nhiều người liên tục đi theo Ngài. Những lãnh đạo này cảm thấy công tác của Đức Chúa Giêsu đe dọa địa vị của bản thân họ nên họ ra sức tìm cớ gây sự để chống lại Ngài. Bị đặt đủ loại tin đồn và lời dối trá để lên án Giêsu. xu và ngăn cản mọi người đi theo giê -xu. Đặc biệt là khi họ thấy rằng giê -xu là con người chứ không phải trong linh thể đã khiến họ càng trở nên ngông cuồng và càng rỡ. Họ diện cớ công tác và lời của giê -xu đã vượt ra ngoài luật pháp để điên cuồng lên án và truy ép Ngài. Cuối cùng, họ đã đóng ninh Ngài vào thập giá. Họ bị Đức Chúa Trời đổ xả và trừng phạt. Dân Israel bị dòng quốc hai ngàn năm những người do thái giáo vì vậy mà đánh mất sự cứu rỗi của đức chúa trời hiện nay giê xu đã tái lầm với tư cách đức chúa trời toàn năng nhập thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà đức chúa trời để làm tính sạch và cứu rỗi nhân loại người từ mọi giáo phái mong mọi sự xuất hiện của đức chúa trời đọc lời đức chúa trời toàn năng nhận ra tiếng đức chúa trời và hướng về đức chúa trời toàn năng nhưng nhiều lãnh đạo tôn giáo lại không tiếp nhận điều này. Chiên ngoan của họ rời bỏ bầy, địa vị và sinh kế của họ bị đe dọa khiến họ không chịu nổi. Họ bị đặt đủ điều để chối bỏ và lệnh án, sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời toàn năng. Dùng mọi cách để mê quạt và ngăn cản các tín hiểu tìm hiểu con đường thật. Họ nói rằng, Đức Chúa Giêsu đã cứu chuộc toàn nhân loại, công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoàn thành rồi các tín hữu sẽ được cất lên thiên quốc khi ngài đến vì vậy mà không còn công tác cứu rỗi nào nữa họ thậm chí còn dám gào lên nếu như chúa tái lâm mà không đưa chúng ta vào thiên quốc thì không phải là chúa nếu như chúa tái lâm mà ở trong xác thịt thực hiện công tác phán xét không thể nào là chúa được chỉ có chúa nào cất chúng ta lên thiên quốc thì mới là chúa chính là chúa mà chúng ta tin khi họ thấy Đức Chúa Trời toàn năng không ở trong linh thể mà là một con người bình thường, thì họ càng trở nên ngông cuồng hơn và càng rỡ hơn. Lên án và phỉ bán Đức Chúa Trời toàn năng gây gắt hơn. Họ còn đồng loại với đảng Cộng sản Trung Quốc để bắt giữ các tín hữu chia sẻ phúc âm. Bằng chính những hành động đó, một lần nữa họ lại đang đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá. Thử nghĩ mà xem. Tại sao mà mỗi bước công tác của Đức Chúa Trời đều luôn bị thế giới tôn giáo chối bỏ, lên án và chống đối? Bởi vì nhân loại bị sa tăng làm bài quại quá nặng nề, ai cũng có bản tính sa tăng và tất cả họ đều căm ghét và chán ngán lẽ thật. Một lý do nữa là bởi vì mọi người không hiểu công tác của Đức Chúa Trời, chính vì vậy mà họ coi nhẹ công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời Chúng ta đều biết, người Israel cho rằng, khi Đức Cứu Trời hoàn thành công tác thời đại luật pháp, thì họ chỉ cần tuân thủ luật pháp là sẽ được cứu rỗi. Và khi đứng mê đến, thì họ sẽ được đưa ngay vào thiên quốc. Kết quả thế nào? Đức Chúa Giêsu đến và người Do Thái đã đóng đinh Ngài vào thập giá. Những người ở thời đại ân điển nghĩ rằng Giêsu đã hoàn thành công tác cứu chuộc rồi, họ đã được tha tội, và được cứu rỗi một lần và mãi mãi nên khi chúa tái lâm họ sẽ được đưa ngay vào thiên quốc và chuyện gì đã xảy ra đức chúa trời toàn năng đã đến ngài lại bị đóng đinh vào thập giá do giới tôn giáo câu kết với chế độ sa tăng bọn họ đừng nghĩ rằng khi đức chúa giê hoàn thành công tác công tác cứu rỗi của đức chúa trời cũng hoàn thành nhưng điều đó có đúng hay không Trên thực tế, mỗi bước công tác mới của Đức Chúa Trời, tất cả đều đã được tiên tri từ lâu. Khi giê -xu đến thực hiện công tác cứu chuộc, các nhà tiên tri đã báo trước điều này. Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đứng lạ luận, là đứng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Đối với công tác phán xét của Đức Chúa Trời, có rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh, ít nhất là 200 lời tiên tri. Cùng xem Đức Chúa Giêsu đã phán những gì. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết Nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con Và trong sách Pierre Vì thời kỳ đã đến Là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời Nếu ai quan tâm công tác của Đức Chúa Trời Có thể tìm thấy căn cứ cho chuyện đó Như vậy họ sẽ không còn hung hăng Và cố chấp nữa Hoặc đòi đóng ninh ngài vào thập giá Điều này đã cho thấy tăng làm nhân loại bài hoại đến mức nào con người bại hoại đều có bản tính sa tăng. Không ngoa khi nói rằng, con người là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Giờ thì chúng ta đều thấy rõ sự thật này. Từ công tác của Đức Chúa Trời ở thời đại luật pháp đến công tác cứu chuộc của giê -xu ở thời đại ân điển, tới thời kỳ sau rốt khi Đức Chúa Trời toàn năng thực hiện công tác phán xét để kết thúc những thời đại này. Vậy quá rõ ràng công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời bao gồm ba giai đoạn. Tại sao công tác cứu rỗi của Ngài phải cần được thực hiện trong ba giai đoạn? Đó là điều con người không thể hiểu thấu được, khiến cho nhiều người chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời. Hậu quả của việc này rất thảm khốc. Vì vậy, vấn đề ta tìm hiểu hôm nay là lý do mà Đức Chúa Trời thực hiện ba bước công tác công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tỏ lộ mọi lẽ nhiệm màu về kế hoạch quản lý của Ngài. Để hiểu được điều này rõ hơn, hãy cùng đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán Công tác quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời được chia thành 3 giai đoạn Thời đại luật pháp, thời đại ân điển và thời đại phương quốc. Tất cả ba giai đoạn công tác này đều vì mục đích cứu rỗi nhân loại, nghĩa là chúng vì sự cứu rỗi nhân loại đã bị bại hoại nghiêm trọng bởi sa tăng tuy nhiên đồng thời chúng cũng là đệ đức chúa trời có thể chiến đấu với sa tăng như thế giống như công tác cứu rỗi được chia làm ba giai đoạn thì trận chiến với sa tăng cũng được chia làm ba giai đoạn và hai khía cạnh này trong công tác của đức chúa trời được tiến hành đồng thời cuộc chiến với sa tăng thực ra là vì mục đích cứu rỗi nhân loại và bởi vì công tác cứu rỗi nhân loại không phải là việc có thể được hoàn thành một cách thành công trong một giai đoạn đơn lẻ, nên cuộc chiến với Satan cũng được chia thành những giai đoạn và thời kỳ và chiến tranh được tiến hành với Satan phù hợp với nhu cầu của con người và mức độ sa tăng làm cho họ trở nên bại hoại. Có ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi con người. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến với sa tăng đã được chia làm ba giai đoạn để đánh bại sa tăng một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, sự thật bên trong của toàn bộ công cuộc chiến đấu với Satan chính là những hiệu quả đạt được thông qua vài bước công tác ban ân điện cho con người, trở thành của lễ chuộc tội cho con người, tha thứ tội lỗi của con người, chinh phục con người và làm cho con người hoàn thiện. Có thể thấy, công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời bao gồm ba giai đoạn. Đó là công tác của và Đức Chúa Trời ở trong thời đại luật pháp. Tiếp đến là sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu trong thời đại ân điển và công tác phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời toàn năng trong thời đại Dương quốc. Ba giai đoạn công tác này gồm toàn bộ công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và thông qua ba giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời từng bước cứu rỗi nhân loại khỏi những thế lực của Satan để chúng ta được Ngài thu nhận hoàn toàn. Mỗi một bước công tác của Ngài có ý nghĩa rất sâu sắc đều là công tác không thể thiếu trong kế hoạch quản lý của Ngài nhằm để cứu rỗi nhân loại và là những phần tất yếu của quá trình cứu rỗi nhân loại bại hoại khỏi tội lỗi và thế lực sa tăng. Tiếp theo đây, tôi muốn mô tả ngắn gọn ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời dựa trên lời Ngài. Trước hết hãy nói về bước công tác cứu rỗi đầu tiên của Đức Chúa Trời, công tác trong thời đại luật pháp. Chúng ta đều biết, Trước khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác cho thời đại luật pháp, thì con người tại đó hoàn toàn khờ dại. Họ không biết cách thờ phượng Ngài, không biết cách để sống trên trần gian. Họ đã không ngừng phạm tội và xúc phạm Ngài. Không ai biết tội lỗi là gì. Để giúp mọi người tránh xa tội lỗi và giúp họ sống một cách đúng đắn, Đức Chúa Trời bắt đầu công tác trong thời đại luật pháp. Hãy đọc một đoạn lời của Ngài về điều này trong suốt thời đại luật pháp, Đức giê hô va đã đặt ra những điều răn cho môi xe để truyền cho dân Israel những người đã theo ông rời khỏi Ai Cập. Những điều răn này được Đức giê hô va ban cho dân Israel và không liên quan gì đến người Ai Cập. Chúng nhằm chế ngự dân Israel và Ngài dùng các điều răn để đưa ra yêu cầu với họ. Họ có tuân giữ ngày sa bát hay không? Họ có kính động cha mẹ hay không? Họ có thờ các ngẫu tượng hay không? Vân vân đây là những nguyên tắc để phán xét họ là tội lỗi hay ngay chính. Trong số họ, có một số người bị tiêu đốt bởi ngọn lửa của Đức sê hô va một số người bị ném đá đến chết, một số người được giật lãnh ân phước của Đức sê hô va và. và việc này được định đoạt tùy theo việc họ có tuân phục các điều răn này hay không. Những ai không tuân giữ ngày sa bát thì bị ném đá đến chết. Những thầy tế lễ mà không tuân giữ ngày sa bát thì bị ngọn lửa của Đức Jehovah Hô tiêu đốt những ai không tỏ lòng kính trọng đến cha mẹ của mình cũng bị ném đá đến chết hết thảy những điều này đều được đức sư hô va khen ngợi đức sơ hô va đã lập ra các điều răn và luật pháp của ngài để khi ngài dẫn dắt mọi người trong đời sống họ sẽ nghe theo và phân phục lời ngài không phản nghịch chống lại ngài ngài đã dùng những luật pháp này để giữ cho loài người vừa được dựng nên nằm trong tầm kiểm soát nhằm đặt nền móng tốt hơn cho công tác tương lai của ngài và vì vậy dựa trên các công tác mà Đức Giê-hô-va đã làm. Thời đại đầu tiên được gọi là thời đại luật pháp. Trong thời đại luật pháp, Jehovah Đức Chúa Trời ban hành rất nhiều luật lệ và điều răn, dạy nhân loại cách thờ phượng Đức Chúa Trời và cách sống tốt. Ai chấp hành luật pháp thì nhận được sự bảo vệ và phước lành của Ngài. Còn những ai vi phạm luật pháp cần phải dân của lễ thì tội lỗi họ được tha thứ nếu không, họ sẽ bị ngài trừng phạt và đũa xả. Những người ở thời đại luật pháp đã biết được sự công chính và cơn thành nộ của ngài, tâm tính không thể xúc phạm của ngài, họ còn biết đến lòng thương xót và phước lành của ngài. Cho nên, ai cũng kính sợ giê Đức Chúa Trời, tuân thủ luật pháp và những điều răn của ngài, họ có được sự bảo vệ của ngài và họ sống cuộc sống đúng đắn trên trần gian. Và hãy thử suy nghĩ về điều này nếu đức chúa trời không thực hiện công tác trong thời đại luật pháp thì điều gì sẽ xảy ra với nhân loại không có sự khống chế của luật pháp hay sự hướng dẫn của ngài thì nhân loại sẽ rơi vào hỗn loạn tột cùng cũng như bị satan chiếm hữu chính vì vậy việc đức chúa trời ban hành luật pháp là hết sức quan trọng công tác trong thời đại luật pháp dạy con người tội lỗi là gì sự công chính là gì và cho con người thấy rằng nếu như họ phạm tội thì phải dân của lễ mới được chuộc tội giai đoạn công tác đầu tiên của ngài không những đưa nhân loại đi dọc con đường đúng đắn trong cuộc sống mà nó còn đặt nền móng và mở đường cho công tác cứu chuộc của thời đại ân điển và vào cuối thời đại luật pháp nhân loại đã bị sa tăng làm bài hoại nặng nề đến nỗi họ phạm tội ngày càng nhiều luật pháp cũng không còn khả năng kiểm soát được họ họ không có đủ của lễ để chuộc tội cho mình nên họ cuối cùng bị luật pháp lên án và xử tử tất cả đều gian sinh đức chúa trời trong đầu đứng vì vậy đức chúa trời đã trở nên xác thịt làm đức chúa giê xu và thực hiện công tác cứu chuộc ngay bắt đầu thời đại ân điển và kết thúc thời đại luật pháp hãy cùng đọc thêm lời đức chúa trời toàn năng trong thời đại ân điển giê -xu đã đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại xa ngã. Ngài đã tỏ lòng thương xót và nhân từ đối với con người. giê -xu mà con người nhìn thấy trong thời đại ân điển, có đầy lòng nhân từ và luôn yêu thương đối với con người. Vì Ngài đã đến để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài đã có thể tha thứ cho tội lỗi của họ, cho đến khi sự đóng đinh của Ngài hoàn toàn cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước con người với lòng thương xót và nhân từ nghĩa là Ngài đã trở thành một của lễ chuộc tội cho con người và đã bị đóng đinh vì tội lỗi của con người, hầu cho họ có thể mãi mãi được tha thứ. Nếu không có sự cứu chuộc của Giêsu, nhân loại đã phải sống đời đời trong tội lỗi và trở thành con cháu của tội lỗi, hậu duệ của ác quỷ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, cả trần thế này hẳn đã trở thành vùng đất nơi Satan trú ngụ, nơi dụng thân của nó. Tuy nhiên, công tác cứu chuộc đòi hỏi phải thể hiện lòng nhân từ và nhân ái đối với nhân loại vì chỉ bằng cách đó nhân loại mới có thể nhận lãnh được sự tha thứ và cuối cùng mới có quyền được làm cho trọn vẹn và được thu phục hoàn toàn bởi đức chúa trời không có giai đoạn công tác này kế hoạch quản lý sáu ngàn năm sẽ không thể tiến triển nếu giê xu không bị đóng đinh nếu ngài chỉ chữa lành người bệnh và xua đuổi tà quỷ thì con người đã không thể được tha thứ hoàn toàn cho những tội lỗi của họ trong ba năm rưỡi giê xu thực hiện công tác của ngài ở trần thế ngài chỉ hoàn thành một nửa công tác cứu chuộc của ngài sau đó bằng việc bị đóng đinh lên thập tự giá và trở thành hình tượng của xác thịt tội lỗi bị giao cho kẻ ác ngài đã hoàn tất công việc chịu đóng đinh và làm chủ vận mệnh của nhân loại chỉ sau khi bị giao vào tay satan thì ngài mới cứu chuộc nhân loại trong ba mươi ba năm rưỡi ngài đã chịu đựng ở trần thấy bị chế nhào vì bán và bị từ bỏ thậm chí đến mức ngài không có chỗ tựa đầu không chỗ ngã lưng và rồi ngài đã bị đóng đinh với toàn bộ hữu thể của ngài một thân thể trong sạch và thánh khiết bị đóng đinh lên thập tự giá ngài đã chịu đựng mọi cung bậc đau đớn trên đời những kẻ cầm quyền đã nhào bán và dùng roi quốc ngài và lính lệ của chúng thậm chí còn nhổ vào mặt ngài nhưng ngài vẫn giữ im lặng và chịu đựng đến cùng phục tùng vô điều kiện đến lúc chết khi mà ngài đã cứu chuộc toàn nhân loại chỉ khi đó ngài mới được nghỉ ngơi công tác giê xu đã làm chỉ đại diện cho thời đại ân điển mà không đại diện cho thời đại luật pháp cũng không thay thế cho công tác của thời kỳ sâu rốt đây là thực chất công tác của giê xu trong thời đại ân điển thời đại thứ hai mà nhân loại đã trải qua thời đại cứu chuộc khi giê -xu sống ở giữa chúng ta, Ngài rao giảng hãy ăn năn đi vì nước thiên đàng đã đến gần. Ngài dạy con người biết thú tội và ăn năn và thương người như thương mình, nên tha thứ bảy mươi lần bảy. Dùng hết tâm, linh và trí yêu thương Đức Chúa Trời. Dùng tâm linh mà thành thật thờ phượng Ngài, dân dân. Những lời của giê -xu cho mọi người biết ý của Đức Chúa Trời, cho họ mục tiêu và hướng đi rõ ràng trong đức tin đây là một bước đi vượt ra ngoài giới hạn của luật pháp và quy định. Ngài còn biểu lộ nhiều dấu kỳ và phép lạ, trừ quỷ, chữa lành người bệnh và tha thứ tội lỗi. Ngài có đầy lòng dung thứ và nhận nại. Ai cũng cảm nhận được sự bao dung của Đức Chúa Trời, nhìn thấy được sự đáng mến của Ngài và tới Đức Chúa Trời gần hơn. Cuối cùng, Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào thập giá trở thành một cụ lễ chuộc tội đời đời. Một lần và là mãi mãi tha tội cho con người chúng ta. Rồi mọi người chỉ cần thú tội và ăn năn với Chúa để có thể được tha tội. Họ làm vậy sẽ không bị luật pháp lên án và trừng phạt. Họ có thể cầu nguyện ở trước mặt Đức Chúa Trời, tận hưởng sự bình yên vui sướng và phước lành dồi dào mà Chúa ban cho. Rõ ràng, công tác cứu chuộc của giê là một phước lành lớn lao dành cho nhân loại để chúng ta có thể tiếp tục tồn tại và phát triển cho tới ngày hôm nay. Vậy thì, vì Đức Chúa Giêsu đã hoàn thành công tác và cứu chuộc chúng ta khỏi nành vuốt của Satan, nên nghĩa là Đức Chúa Trời đã hoàn thành công tác cứu rỗi hay sao? Có phải chúng ta không cần thêm công tác cứu rỗi của Ngài hay không? Câu trả lời là tuyệt đối không công tác của Ngài vẫn chưa kết thúc. Vẫn cần một bước nữa của công tác cứu rỗi của Ngài. Bởi vì mặc dù con người đã được Đức Chúa Giêsu cứu chuộc và đã được tha tội, nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn chưa được quá giải. Chúng ta bị bản tính tội lỗi xui khiến, mỗi ngày ta luôn sống trong sự bài hoại. Chúng ta thường vô tình nói dối và phạm tội. Thường hay phản nghịch Chúa và chống đối Chúa, không đưa lời của Ngài vào thực hành. Chúng ta đều phạm tội, thú tội, thú tội rồi lại phạm tội, sống trong tội lỗi và đau khổ dằn vặt. Không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc và kìm kẹp của tội lỗi. Vậy thì những con người sống trong tội lỗi không thể giải thoát mình. Nếu như không được phán xét hay làm tinh sạch, thì có được cất lên thiên quốc hay không? Chắc chắn không được. Đức Chúa Trời là vô cùng thánh khiết. Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa. Đức Chúa Trời không cho phép ai còn phạm tội và chống đối Ngài bước vào vương quốc của Ngài. Cho nên, Chúa tiên tri rằng sau khi đã hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài sẽ tái lâm. Sự tái lâm của Ngài là để hoàn toàn quá giải bản tính tội lỗi của con người, cứu rỗi ta, thoát khỏi tội lỗi, trở nên thánh khiết và bước vào trong thiên quốc. Như Đức Chúa Giêsu đã phán, Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lễ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lễ thật. Xin cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lễ thật. Sách Khải Quyền cũng đã tiên tri. Người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu bày tỏ lẽ thật và phán xét khi Ngài tái lâm. Ngài dẫn dắt con người bước vào mọi lẽ thật Chính là hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi Và khỏi các thế lực của Satan dẫn ta bước vào trong thiên quốc Đây chính là bước công tác Đức Chúa Trời dự tính từ lâu Và đồng thời là bước cuối cùng trong kế hoạch quản lý của Ngài Hãy cùng đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng Để hiểu rõ hơn khí cạnh lẽ thật này Đức Chúa Trời toàn năng phán mặc dù giê -xu đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người. Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Satan, không chỉ cần giê -xu trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính satan bại hoại của họ và vì thế khi con người đã được tha thứ tội lỗi đức chúa trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi và sự sống. Nhờ của lễ chuộc tội, con người đã được tha tội. Vì công tác chịu đóng đinh đã kết thúc và Đức Chúa Trời đã đánh bại Satan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ. Con người vẫn có thể phạm tội và chống lại đức chúa trời và đức chúa trời vẫn chưa thu phục được loài người đó là lý do tại sao trong giai đoạn công tác này đức chúa trời dùng lời để phơi bày tâm tính bại hoại của con người khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn trước cũng như có hiệu quả hơn vì bây giờ chính lời trực tiếp cung cấp cho sự sống của con người và cho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn đó là một giai đoạn công tác triệt để hơn nhiều do đó sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của đức chúa trời và hoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lý của đức chúa trời cho việc cứu rỗi con người Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người. Con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào? Con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao? con người phải sống trọn nhân tính bình thường cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của đức chúa trời như thế nào vân vân tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ cụ thể những lời vạch trần cách con người hắt hủi đức chúa trời được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của satan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời. Ngài phơi bày, xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày, xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét. Chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời. Và hơn nữa, mới có được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại. Vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời đọc đoạn lời này của Ngài giúp chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác phán xét. Công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu đã tha tội cho con người chúng ta. Nhưng bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn thâm cần cổ đế. Chúng ta cần Đức Chúa Trời phán thêm nhiều lẽ thật và thực hiện bước công tác phán xét để hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Điều đó nghĩa là công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu mở đường cho công tác phán xét thời sau rốt của Đức Chúa Trời đó mới chính là phần then chốt và cũng là phần trọng yếu nhất trong toàn bộ công tác cứu rỗi của Ngài. Đó còn là con đường dẫn chúng ta vào thiên quốc và được cứu rỗi hoàn toàn. Khi bước công tác này hoàn thành, tâm tính bại hoại của ta sẽ được làm tinh sạch. Ta sẽ ngừng phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời, sẽ thực sự quy phục Ngài và yêu thương Ngài. Công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài sẽ được hoàn thành trọn vẹn. Kế hoạch quản lý sáu 000 năm của Ngài cũng sẽ được hoàn thành. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện, Ngài kết thúc thời đại ân điển và bắt đầu thời đại vương quốc. Ngài bày tỏ mọi lẽ thật để làm tính sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại. Mặc khải mọi lẽ nhiệm màu trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Ngài còn phán xét và phơi bày bản tính và tâm tính sa tăng chống lại Đức Chúa Trời của con người. Ngài dạch trần toàn bộ quan niệm của chúng ta về Đức Chúa Trời và những quan điểm sai lầm trong đức tin. Ngài còn cho ta con đường thoát khỏi tội lỗi và có thể được cứu rỗi hoàn toàn dân dân. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng thật là vô giá. Nếu ta muốn được làm tính sạch, được cứu rỗi hoàn toàn thì phải có toàn bộ thực tế lẽ thật này. Là những lời Đức Chúa Trời chưa từng phán trong thời đại luật pháp, Ngài cũng chưa từng phán trong thời đại ân điển. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đem đến cho ta con đường tới sự sống đời đời nhiều người được Ngài chọn trải qua sự phán xét và hình phạt của Ngài, thấy được lẽ thật về sự bại hoại của họ và bản tính sa tăng chống đối Đức Chúa Trời. Có sự hiểu biết chân thật về tâm tính công chính, không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời và khởi lên lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Cuối cùng họ cũng được giải thoát khỏi xì xích của tội lỗi và sống trọn hình tượng giống con người. Tất cả họ đều có được những chứng ngôn phi thường về việc thoát khỏi tội lỗi và chiến thắng sa tăng những người được đức chúa trời chọn đều biết rằng công tác phán xét thời kỳ sổ rốt của ngài chính là sự cứu rỗi tối hậu của ngài dành cho nhân loại. Nếu không có công tác phán xét của ngài, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lẽ thật về sự bại hoại của chính mình. Ta sẽ không bao giờ có thể biết được căn nguyên tội lỗi của mình và sẽ không bao giờ được làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại. Hiện nay Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước các thảm họa. Phúc âm vương quốc của Ngài đã được truyền bá rộng khắp thế giới. Thực tế cho thấy rằng, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn toàn đánh bại tăng và đã giành được mọi vinh quang. Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ngài thực sự đã được hoàn thành. Hiện tại, các đại hòa đã bắt đầu rút xuống. Những kẻ hành ác chống đối Đức Chúa Trời tất cả sẽ bị trừng phạt và quỷ diệt trong các thảm họa. Trong khi đó, những ai được phán xét và được làm tinh sạch sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ trong thảm họa và được sống sót. Sẽ có trời mới, đất mới, dân quốc của Đức Chris sẽ hiện xuống trên trần gian. Những người nào có thể sống sót sẽ là dân của Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong dân quốc của Ngài, tận hưởng những phước lành và những điều Ngài đã hứa. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong khải quyền từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng: "Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa." vì những sự thứ nhất đã qua rồi cho tới đây ta có thể thấy ba bước công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời thật quý giá và thực tế như thế nào. Từng bước công tác giải quyết vấn đề phạm tội của con người và để hoàn thành một mục đích. Đó là ngay từng bước cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi quyền lực của Satan để ta bước vào trong thiên quốc nhận lãnh lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời. Mỗi giai đoạn công tác đều kết nối với giai đoạn sau. Mỗi bước công tác đều được xây dựng dựa trên nền móng của bước trước đó. Bước sau thì sâu sắc và cao hơn bước trước. Chúng kết nối chặt chẽ không thể tách rời và không có hiệu quả nếu thiếu nhau. Quý vị thấy đó, nếu không có công tác trong thời đại luật pháp, thì sẽ không ai biết tội lỗi là gì. Đều sống trong tội lỗi và sẽ bị sa tăng chà đạp. Chúng ta sẽ bị sa tăng chiếm lấy và quỷ hoại. Nếu không có công tác cứu chuộc trong thời đại ân điển, nhân loại sẽ phải chịu sự trừng phạt vì phạm quá nhiều tội và chúng ta sẽ không còn sống đến ngày nay nếu đức chúa trời không thực hiện công tác phán xét thì sao nhân loại sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi hay xứng đáng bước vào trong thiên quốc cuối cùng chúng ta vì phạm tội quá nặng nên sẽ bị quỷ diệt quá rõ ràng trong ba bước công tác nếu chỉ thiếu một thôi thì nhân loại sẽ thuộc về sa tăng và không bao giờ được cứu rỗi hoàn toàn. Ba giai đoạn công tác này là kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi nhân loại. Mọi bước sau càng quan trọng hơn bước trước đó. Chúng đều là sự an bài tỉ mỉ của chính Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Điều này cho thấy tình yêu và sự cứu rỗi chỉ đại của Ngài dành cho nhân loại. Nó cũng thể hiện đầy đủ sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài như Đức Chúa Trời toàn năng phán. Toàn bộ kế hoạch quản lý của ta, một kế hoạch quản lý sống ngàn năm, gồm có ba giai đoạn hoặc ba thời đại như sau. Thời đại luật pháp của buổi sơ khai, thời đại ân điển và thời đại khuôn quốc của thời kỳ sâu rốt. Công tác của ta ở ba thời đại này khác nhau về nội dung theo bản chất của mỗi thời đại. Nhưng ở mỗi giai đoạn, công tác này đều phù hợp với nhu cầu của con người. Hay nói chính xác hơn, là được thực hiện để chống lại những mưu trò sa tăng bày ra trong cuộc chiến mà ta đang giao đấu với nó. Mục đích công tác của ta là để đánh bại sa tăng, để biểu lộ sự khôn ngoan và sự toàn năng của ta, để phơi bày hết các mưu trước của sa tăng và nhờ đó để cứu rỗi toàn nhân loại đang sống dưới quyền của sa tăng. Nó là để cho thấy sự khôn ngoan và sự toàn năng của ta và để tỏ lộ sự ghê tởm không thể chịu nổi của sa tăng. Thậm chí còn hơn thế nữa, là để cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện và ác, biết được rằng ta là đấng thống trị của vạn vật, thấy rõ được rằng sa tăng là kẻ thù của nhân loại, một kẻ suy đồi, một kẻ tà ác, và để cho họ nhận ra được, với sự chắc chắn tuyệt đối, sự khác biệt giữa thiện và ác, giữa lẽ thật và sự giả dạ dối, giữa thánh thiện và rác rưởi, giữa những gì cao quý và những gì thấp hèn. Như thế, loài người mê muội sẽ trở nên có thể làm chứng cho ta rằng không phải ta làm sa ngã loài người và chỉ có ta đấng tạo hóa mới có thể cứu rỗi được loài người mới có thể ban cho con người những thứ họ có thể thụ hưởng và họ sẽ dần biết được rằng ta là đấng thống trị của vạn vật còn Satan chỉ là một trong những loài ta tạo ra và rồi đã chống lại ta kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của ta được chia làm ba giai đoạn và ta làm như thế để đạt được kết quả là khiến các loài thọ tạo có thể làm chứng cho ta, hiểu được ý muốn của ta và biết được ta là lẽ thật. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu muốn biết thêm về lẽ thật của sự xuất hiện và công tác thời kỳ sau đốt của Đức Chúa Trời, hoặc nếu có thắc mắc gì, quan ngành quý vị để lại bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.